cơ sở và trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông, tọa lạc tại số 53/1, đường DHT02, khu phố 4, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trường được xây dựng khang trang và gọn gàng với 4 hệ thống gồm 4 dãy lầu, mỗi dãy gồm 4 tầng. Với cấu trúc đó, ngôi trường như một hình hộp chữ nhật khổng lồ, tạo ra một không gian rộng rãi và thoáng mát. Không những vậy, trường còn trang bị những thiết bị cũng như máy móc hiện đại và sẽ được bổ sung vào mỗi năm để hỗ trợ học sinh trong việc học một cách hiệu quả. Ngoài dạy và học kiến thức, kỹ năng phổ thông, trường còn có 18 câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật và học thuật như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, võ thuật, organ, guitar, thanh nhạc, hội họa, cờ vua, khiêu vũ, thư pháp, tiếng Anh, toán học, khoa học, tin học, robot với đầy đủ sân chơi, bãi tập. Với các câu lạc bộ này, học sinh có đủ điều kiện vui chơi và tha hồ thể hiện phát triển năng khiếu của bản thân. Hiện tại, trường Ngọc Viễn Đông đang thực hiện chương trình giáo dục hội nhập quốc tế, đào tạo học sinh có kiến thức và tư duy toàn cầu thông qua việc cung cấp cho học sinh nền tảng tiếng Anh vững chắc, chương trình phổ thông Hoa Kỳ và triển khai các phương tiện và phương pháp dạy học hiện đại nhất như bài giảng điện tử, thư viện điện tử, e-learning. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông luôn tâm niệm mỗi học sinh là một viên ngọc, vì thế luôn tạo ra môi trường học tập thân thiện, thoải mái, không roi vọt, không la mắng sai phạm của học sinh. Ngọc Viễn Đông, mỗi học sinh một viên ngọc.